À, Phật tử có địa chỉ email là gì? Dung Dung khóc hay Dung gì này hay gì gì đấy 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 Dung khóc a@gmail.com hỏi rằng á, A Di Đà Phật, con xin kính chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ. Thầy cho con hỏi một chút ạ. Con tụng kinh Địa Tạng được 1 năm rồi, mới đầu đọc tụng chậm vì chưa biết mặt chữ, nhưng giờ con tụng nhanh hơn, vậy có sao không ạ? Và con và con tụng cho chú con 49 ngày hàng tuần, nhưng tụng nhanh, vậy chú con có nghe được không hay phải tụng chậm ạ? À, con xin thầy hoan hỷ cho con à, Nam Mô A Di Đà Phật à. Ngoan thế. Có Phật tử hỏi là ngày xưa khi mới học tụng kinh Địa Tạng, tụng 1 năm nay rồi, khi mới học thì nó tụng nó chậm, bây giờ quen mặt chữ rồi tụng nhanh, thì hỏi rằng tụng nhanh hơn như vậy có sao không? Tốt chứ sao, mình mà tụng thì nó lầu được thì mình tụng được nhanh là tốt. Các Phật tử cứ bình thường tụng một cái quyển đấy khoảng 45 phút đến 1 tiếng là vừa. Chứ ngoài 1 tiếng mới xong quyển thượng, hay ngoài 1 tiếng mới xong quyển trung, ngoài 1 tiếng mới xong quyển hạ thì đấy là hơi lâu đấy, tụng thế là chậm. Tụng làm sao từ 45, 40, 40 cho đến 40, 45 phút hoặc 50 phút, chậm nhất là khoảng 1 tiếng là xong một quyển đấy, tầm mấy là vừa đấy. Còn dành thời gian này để niệm Phật nữa. Thời gian lễ tổng lễ tạ niệm Phật phát nguyện hồi hướng nữa là khoảng độ tầm tiếng 15 đến 1 tiếng rưỡi trong một thời khóa tụng một quyển thượng hoặc quyển trung hoặc quyển hạ, như vậy là vừa. Nhanh quá thì tụng kinh nhanh quá thì cũng không nên, trì chú nhanh thì được. Ví dụ như Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô Ra Ra Na Ra 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 Nam Mô Di Đà Bà Lô Yết Thế Bà Ra Ra Bồ Đề Ta Ra Bà Ra Ma Ta Ra Bà Ra Ma Ta Ra Bà Ra Ma Cô Linh Ca Ra Ta Bà Ra Bà Duệ, đấy thì được. Trì chú thì càng nhanh càng tốt, nhưng mà phải tròn vành rõ chữ. Miệng trì á, tâm nhớ, tức là tâm á, tâm nhớ thì nhớ tưởng cái câu thần chú thì nhanh thì được. Nhưng tụng kinh thì ở mức vừa phải. Các vị cứ nghe các sư ở chùa tụng tầm đấy là vừa. Hoặc chúng ta nếu tụng một mình thì nhanh hơn một tí cũng được, hoặc chậm hơn một tí cũng không sao. Thế tự chúng ta phải cân đối. Còn ở đây Phật tử hỏi, Phật tử tụng nhanh thì đang tụng cho chú 49 ngày, chắc là ông chú ông mất, cho nên đang tụng cho chú như vậy, hỏi rằng tụng nhanh hơn như thế thì chú có nghe không? Nghe không quan trọng. Quan trọng là chúng ta thì hồi hướng cho họ công đức. Hồi công đức tụng kinh, hồi hướng cho họ. Thì chúng ta mới đầu lên nghe các thầy tụng kinh, chúng ta có nghe được không? Cũng không nghe được, đúng không? Chúng ta có đọc theo, dở sách ra lại dở ra lở vào, có đọc được đâu? Không quan trọng cái chuyện đó. Nếu như họ thực sự họ có duyên với Phật ấy, thì tụng nhanh hay tụng chậm một thời gian sau, nếu họ có duyên với Phật thì họ sẽ phải tự đi đi học thôi. Kể cả gì ở dưới quê âm họ phải tự đi học. Chắc không phải lo cái điều đó cho họ. Điều quan trọng bây giờ mình tụng ấy, mình cảm thấy an lạc, nhanh hay chậm mà mình tụng đến đâu mình nhớ kinh đến đó, mình ghi nhớ ở trong tâm khảm của mình, và mình thấy an lạc khi mình tụng kinh niệm Phật thì đó là được rồi. Chứ còn cũng không có một cái biểu nào để nói là có một cái biểu nào ở chùa bảo phải tụng như thế này là vừa, thế kia là không được. Nhưng các vị có thể tham khảo với cách tụng của các sư bây giờ ở chùa chúng ta đó này, tầm ấy là vừa, khoảng 45 phút trong 40-45 phút tụng kinh và niệm Phật nữa, tất tất lễ tổng lễ tạ tất tất khoảng 1 tiếng rưỡi. Nếu niệm Phật nhiều thì thành 2 tiếng, thì tùy theo. Còn ở tây kinh thì khoảng 40 cho đến 1 tiếng đồng hồ trở lại thôi là vừa, không có chậm quá nó ê a thì cũng khó, đọc nó không vào. Nhanh quá thì khoảng đọc mà luyến thoáng cả lên thì tụng kinh như tụng khoán như làm khoán để cho xong nhanh rồi đứng dậy thì cũng không nên, như vậy là cầu thả. Ê a thì quá thì khiến cho cái tâm nói gì nó sinh là bệnh hôn trầm. Nhanh quá thì sinh ra cái tâm gì bất kính cầu thả, và khiến cho tâm tâm viên ý mã nó dễ nổi lên, thế cũng không tốt. Đấy, trường hợp này thì Phật tử thế tự điều chỉnh thôi. Chứ còn thắc mắc rằng tụng nhanh như thế thì sợ là
chú có nghe được không? Đang làm lễ 49 ngày, chú nghe được không? Thôi cái này không quan trọng chú nghe được hay không, mà quan trọng nhất là mình nghe được hay không. Mình tụng mình có nghe được hay không, hay là mình đọc mình chẳng nghe được cái gì cả. Quan trọng mình có nghe được cái gì hay không. Mình phải nghe được, xong rồi mình mới có công đức để hồi hướng cho người ta. Người ta sẽ nhận được cái công đức hồi hướng của mình. Rồi còn người ta muốn, khi người ta được nhận được rồi, người ta thoát khổ rồi, người ta muốn đi học Phật, tự người ta sẽ có cách để người ta đi tìm Phật Pháp để người ta học. Không phải lo cái việc đó cho họ nhé.